Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đến buổi họp fan của Vân Anh ngày hôm nay. Xin chào các bạn đến với chương trình Xàm Xí của Jimmy Fan. Em đứng nguyên nhưng không máy quay nó không được thông minh. Em ơi, em có thể nói đôi điều về cái sự phì nhiêu của em được không? Chả có hai, chả biết là có hai từ gì nhỉ? Chỉ có hai từ là tuyệt vời thôi anh ạ. Một câu trả lời anh nói là anh nghĩ ở xuất chúng quá. Thế thì em nếu... cảm thấy mình thật là tuyệt vời. Chẳng có hai từ gì ngoài hai chữ là tuyệt vời anh ạ. Ok. Thế thì khi mà em xinh đẹp như vậy rồi, em có được nhận được nhiều sự hâm mộ không? Dạ có. Nhiều người muốn chụp ảnh này, nhiều người muốn livestream trong công việc. Khi em không ở đây là mọi người cứ không phải hò hét đi về anh ạ. Ok, thiếu em một cái là loạn hết cả lên loạn à? Hết cả lên anh ạ. Khách thiếu em một cái cảm thấy trống vắng à? Dạ vâng, trống vắng, không biết hỏi ai. Thế thì khi mà khách hỏi em ấy, khách xin số điện thoại em ấy, tối về họ em có tâm sự với họ không ta? Khi khách hỏi số điện thoại của em thì em đều cho số điện thoại này của chồng em. Không, em đều lên này lấy một cái tấm thẻ. Có in hình quả dâu trên đấy và chữ okay. Farm anh ạ. Rồi cho họ tiện liên lạc. Ok em, thảo nào anh bị làm phiền suốt à? Dạ vâng ạ. Sau đây thì chuẩn bị action anh. Action máy. Chạy. Hôm nay chúng ta còn gặp được rất nhiều fan của Vân Thị Anh ở đây. Thì chúng ta sẽ phỏng vấn một vài bạn nhé. Sau đây mời Vì Thị Duyên nhỉ. Là một fan chân chính luôn. Anh Hải có thể đưa ra một vài câu hỏi phỏng vấn được không? Alo. Xin mời phóng viên hỏi Thị Duyên. Duyên ơi, nếu mà so cái vẻ đẹp thích, vẻ đẹp hờn dỗi của Vân Anh thì em so sánh vẻ đẹp của em như thế nào? Chị cứ nói vào mic. Có lẽ là câu hỏi này hơi xoáy nhưng mà độ xoáy này không xoáy bằng cái cú sút phạt của Ronaldo anh nhỉ? Chị có tự tin về nhan sắc của mình so với Vân Anh không ạ? Dạ vâng, nhan sắc của em với chị Vân Anh ấy ạ. Thì nếu mà theo như em thấy thì